hai chào đảnh anh em đồng bào chính trị ở lớp mình đặt tầu s 8 rất vui quay trở lại với các bạn là trong video ngày hôm nay vậy là cái bản update lần 4 ban môn cũng đã hoàn tất đem lại cho những người chơi rất nhiều những cái trải nghiệm mới mẻ và thú vị rất nhiều tướng từ tư chất 11 đến tư chất 14 đều đã được cập nhật dần dần nhị môn tứ môn rồi lục môn đem lại cho chúng ta rất nhiều sự lựa chọn đa dạng cho đội hình chứ không nhất thiết là phải gói gọn trong một cái đội hình nào cả À, hai hay khác, tình chiến thuật của game 1998 bắt đầu được đề cao, bắt đầu được đề cao. À, các con chỉ số về lực chiến và uy lực giờ không phải là hai chỉ số duy nhất quyết định cái yếu tố cũng như là sức mạnh của đội hình nữa. Chiến thuật sẽ là một điểm nhấn trong thời gian uh, này và trong tương lai sẽ tiếp tục sẽ còn như vậy nữa. Hứa hẹn game 1998 là một game chiến thuật um, cực kỳ sâu sắc bên cạnh việc update ban môn vừa rồi thì cũng còn một tính năng nữa mình đánh giá cũng quan trọng không kém gì ban môn một tính năng mà đem lại rất nhiều tiềm năng về sức mạnh cho đội hình của chúng ta về sau đó chính là tính năng thị trấn và video này thì mình xin phép được tổng hợp cũng như là tổng quan lại một chút những cái kinh nghiệm và những cái chia sẻ của các anh em trên group về cái tính năng hội tính tính năng tính tính năng cái gì đấy thị trấn này tính năng thị trấn một tính năng rất là mới mẻ chắc chắn rằng trong quá trình mình làm video sẽ không tránh khỏi những thiếu sót vì mới có mấy chục tiếng thôi thì rất là mong các anh em sẽ đưa ra nhiều ý kiến bổ ích góp ý để cho cái lối chơi của cái tính năng thị trấn này trở lên hiệu quả và tiết kiệm tối ưu tối ưu hóa nhất cái hiệu quả của cái tính năng này trước tiên thì tính năng thị trấn này thì chúng ta có thể nghe cái tên của nó rất là phù hợp đấy các bạn với cái tính năng này trông nó không khác gì một cái thị trấn thu nhỏ mình sẽ lần lượt đi chi tiết từng mục từ trái sang phải đầu tiên là ba ba cái mỏ tài nguyên quan trọng nhất trong thị trấn đó là mỏ sắt xưởng gỗ và mỏ đá đây là ba nguyên liệu cơ bản và thiết yếu trong cái thị trấn và đây là ba nguyên liệu gần như là duy nhất luôn chúng tất cả các thứ thì đều sinh ra từ ba cái nguồn nguyên liệu này các bạn ạ để thu thập được nguyên liệu này được nguyên liệu này thì chúng ta sẽ ấn vào các biểu tượng của các nguyên liệu đó chứ không phải ấn vào chữ ví dụ muốn lấy được đá thì chúng ta thay vì bấm vào chữ mỏ đá thì chúng ta sẽ bấm vào cái hình ảnh của viên đá đấy các bạn ấy thì sẽ thu thập được đá tương tự như vậy đối với gỗ và mỏ sắt các bạn hãy bấm thật đúng chỗ nếu không thì sẽ rất ức chế khi mà không nhận được đúng không À, các mỏ này càng ở level cao thì cái sản lượng thu được sẽ càng lớn nó tương tự như các bạn ở thứ bậc càng cao ở trong tranh đoạt lo năng lượng ấy, thì các bạn sẽ có năng suất càng cao à, các bạn hoàn toàn trong như trong trường hợp này các bạn hoàn toàn không phải tranh đoạt với ai cả à, các bạn chỉ cần nâng cấp à, mỏ của mình lên thì sản lượng nó sẽ được tăng lên à, nâng cấp mỏ thì các bạn sẽ bấm vào chữ nâng cấp và khi đó nó sẽ hiện ra các yêu cầu cần thiết đúng không sẽ hiện ra các yêu cầu cần thiết à, rồi đó là cái thứ nhất về um, các nguồn nguyên liệu Thứ hai về ao cá thì mình xin phép để lại sau cùng Vì đây là cái tính năng nó phải Đây là một trong hai cái tính năng quan trọng nhất Bạn sản xuất ra nguyên liệu để làm gì Đúng không? Để làm gì Một trong những cái phần đó là để câu cá đấy các bạn à, Rồi làm mối câu đấy Bảng tiếp theo bên cạnh nguyên liệu là bảng thông báo Thông báo như kiểu là băng rôn trước cửa nhà bạn ấy. Thì cái gì nhỉ? Sớm muộn gì thì cũng sẽ có tên nào đó Nó vào nhòm mó nhà bạn thôi đúng không? Người ta nói cái gì nhỉ? Uh, người đến thì, thì 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 không không tốt đúng không người đến thì không tốt còn người tốt thì thường không đến e, mình nghĩ rằng về sau sẽ có chế độ là gì ngoài chế độ giúp đỡ nhau ra thì còn sẽ có chế độ là gì cướp cá vào nhau đấy đúng không e, mình nghĩ rằng cái gì nên dàn mặt trước đây rồi sảnh là một trong uh, nó tương tự như nhà chính ở trong những game khác e, sảnh ở trong uh, tính năng thị trấn này thì giúp chúng ta vài uh, thứ nhất thì sảnh là cái điều kiện tiên quyết để do giúp giúp cho chúng ta có thể nâng cấp độ của các công trình khác ví dụ bạn muốn nâng xưởng gỗ hoặc là mỏ đá hoặc là mỏ sắt lên cấp 5 à, lên cấp 6 thì nhà chính của chúng ta hay là sảnh thì phải ở cấp 6 đã ví dụ như ở đây sảnh của mình cấp 5 thì tối đa mỏ chỉ lên là cấp 5 thôi khi mình lên sảnh lên cấp 6 thì các công trình khác mới lên là cấp 6 tương tự như vậy đối với xưởng gia công và lò chế tạo cũng phải lên cấp 6 Muốn lên được cấp 6 thì sảnh cũng phải lên cấp 6 Ngoài ra thì sảnh còn một cái chỉ số đó là chỉ số cost Mình dịch sang tiếng Việt tạm Việt sắp là sắp đấy ạ Là sắp à, là, là gì là giá đấy Nó nghĩa là giá đấy các bạn Khi hoặc là điểm đấy Thì khi các bạn lên level 5 thì điểm số sau nó là 60 điểm Khi các bạn lên level của sảnh càng cao Thì cái giá này được càng lớn Thì cái cost này được càng lớn cost này để được làm cái gì đúng không Mày dùng trong việc gì đó là để tăng năng suất của mỏ các bạn ạ khi sảnh của bạn lên level 5 thì các bạn được phép đưa một ít uh, nhất một cái tên giám công vào trong cái mỏ sản xuất này giám công này sẽ giúp cho chúng ta giám công tức là giám sát công nhân đấy các bạn để giúp cho chúng ta uh, tăng năng suất của mỏ lên ví dụ ở đây hiện tại cái mỏ giám công của xưởng gỗ 1 của mình đang là eg với cost bằng 15 Và năng suất là 17,5% Tức là nó tăng thêm cái năng suất sản xuất gỗ của mình lên đến 17,5% Bình thường chỉ là 9 Thì bây giờ là 9 cộng 1 Trên 3 phút đúng không Đấy, Nó tăng năng suất ờ, Có nhiều tướng Ở đây thì có 3-4 đến cấp độ tướng Với tư chất 14 thì cost sẽ giá là 20 ờ, Tư chất 13 thì là 15 Mình để ý tư chất 12 thì chỉ có 10 thôi Tư chất 12 chỉ có 10 Tư chất 11 có không nhỉ Cả tư chất 11 cả 12 là 10 các bạn ạ. Đấy, à, như vậy là có 3 cấp 10, 15 và 20. Ờ, à, tất nhiên cấp càng cao thì năng suất càng cao và giá của nó cũng tương đối đắt. Hiện nay cost của mình là 60 thì mình sẽ có hai sự lựa chọn. Một là dùng ba uh, con tư chất 14 tức là 60 chia 3 thì bằng 20 đấy, đúng không? Thì mình sẽ được tổng năng suất là 22,2 22,5 22, x 3. À, cách thứ hai đó là mình dùng bốn con tư chất 14 tức là 60 chia 15 bằng 4 đấy các bạn. Thì 17,5 nhân 4 mình tính ra nó lớn hơn 22,5 nhân 3, cho nên mình dùng 4 con tư chất uh, uh, 13. Đấy thì thì nó sẽ lợi hơn một chút đúng không? Lợi hơn một chút mình cũng 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 nhận luôn. Đấy chứ còn đâu. Và các bạn không thể dùng được cái gì nhỉ? 4 con tư chất 14 được đâu. 4 con tư chất 14 sẽ đánh 80, cost nó sẽ 80, chắc chắn là bạn sẽ không đủ cost được. Đấy, khi đó bạn phải nâng nhà chính nó cao lên một chút. Mình sọi nâng sảnh nó cao lên một chút. Đấy, đây đây cái, cái cái là cái thứ nhất và đấy là cái phí sốt cái thứ hai về sảnh mình xét lại sảnh thì yêu cầu tăng cấp để tăng được cấp của các công trình khác tất nhiên tăng cấp của các công trình khác thì sẽ giúp cho chúng ta nghiên cứu được nhiều thứ hơn sẽ giúp cho chúng ta có cái nguồn năng lượng nguồn nguyên liệu nhiều hơn đúng không đấy. và thứ hai là tăng cấp của sảnh thì sẽ tăng giá trị cost từ đó cũng tăng sản lượng của mỏ của chúng ta nhiều hơn đấy là cái thứ hai của trong phần sảnh Phần tiếp theo là tính năng viện trợ thì tính năng này chưa ra mắt, mình cũng không rõ điều kiện của nó là gì. Khả năng cao là sảnh phải lên từ cấp 7, cấp 8 trở lên thì mới xuất hiện tính năng viện trợ và tính năng này chắc chắn là sẽ là một trong tính năng vô cùng tiềm năng. Mục tiếp theo đó là phần gia công. Nguyên liệu của chúng ta thì nguyên liệu cơ bản có 3 phần đó là gỗ, đá và sắt. Các nguyên liệu nâng cao hơn sẽ là các bạn để ý xong có rất là nhiều nguyên liệu nâng cao hơn nữa đúng không? Tổng cộng có đến 4 loại nguyên liệu khác nữa trong đó có một loại nguyên liệu đã mở săn đó là gỗ vuông chính là sản phẩm cấp cao của gỗ xi măng là sản phẩm cấp cao của đá và cuối cùng gang thỏi là sản phẩm cấp cao của xét thì để sản xuất ra những cái nguyên liệu này thì chúng ta có một cái thứ gọi là xưởng gia công chính là cái thứ mà mình đang vào đây à, một số bạn sẽ hỏi là sản xuất cái này để làm gì đúng không thì một số những cái công trình một số những cái vật phẩm thì nó yêu cầu phải gỗ vuông cơ, chứ gỗ thường thì không sản xuất được, do đó thì chúng ta sẽ phải sản xuất cái này. Sản xuất cái này bằng cách nào thì người ta sẽ cho chúng ta một cái lượng nhân công nhất định. Mình ví dụ mình đang ở xưởng gia công level 5 thì mình đã có 8 nhân công. À, tức là cái gì? Tức tức là như này, này, ví dụ như đây đang là 8 nhân công của mình đứng chơi này. Thì xưởng nhân công của mình đang rảnh, tức là tại thời điểm này họ không có một cái sự biến đổi gì cả. À, ở đây mình lấy ví dụ mình sẽ cho 8 nhân công đều vào sản xuất gỗ vuông thì toàn bộ thì tức là cứ khoảng trong vòng 2 phút 17 giây sắp tới thì mình sẽ có 8 cái gỗ vuông và cái này nó sẽ chạy liên tục tục 24 trên 24 tới bao giờ mình hết gỗ vuông thì thôi. Tất nhiên hết gỗ vuông thì mình sẽ lại ra mình thu thập gỗ vuông ở phần 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 phần, phần xưởng gỗ đúng không? Đấy thì mình sẽ thu thập phần ở xưởng gỗ này. Đấy là cách chuyển đổi từ gỗ thường sang gỗ vuông mình xét lại cái này là chuyển đổi 24 trên 24 tất nhiên là các bạn sẽ phải làm sao đặt cái năng suất làm sao cho thế nào để cho nó 24 trên 24 làm sao mà 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 nó gọi là gì phải đồng đều giữa giữa ba cái nguyên liệu này đúng không ví dụ hiện nay của mình đang gỗ nhiều nhất thì mình sẽ cho hẳn 5 thằng công nhân còn xi măng ít hơn thì mình cho hai thằng công nhân còn gang thỏi mình cho một thằng công nhân Đấy. bạn nào mà muốn điều chế ra dây thừng hay là muốn chế tạo dây thừng thì có thể là tạm thời cho một ít vào dây thừng đúng không dây thừng này để câu cá tất nhiên dây thừng s thì sẽ để câu cá chất lượng cao hơn đấy là cái phần xưởng uh, gia công xưởng gia công này sau này thì sẽ còn mở thêm nhiều cấp độ nữa thì nó sẽ có nhiều các cái loại khác nữa lò chế tạo tiếp tục đó là lò chế tạo xưởng gia công thì giúp cho chúng ta có được các cái nguyên liệu cấp cao hơn cũng như là dây thừng dây tiếp để bắt cá còn lò chế tạo thì từ những cái nguyên liệu cao cấp đó sẽ giúp cho chúng ta mua nhiều vật phẩm hơn. Các vật phẩm bao gồm có lưới cá để đánh bắt cá, có nhiều loại lưới cá khác nhau. Hiện tại thì mình mới có lưới cá loại c và lưới cá loại b. Khi lò chế tạo của các bạn lên level càng cao thì sẽ càng có nhiều các loại lưới cá cấp cao hơn và tất nhiên lưới cá cấp cao hơn sẽ giúp chúng ta bắt cá cao hơn và tất nhiên cá ở cấp cao hơn sẽ đem lại cho chúng ta nhiều giá trị hơn đúng không? đấy là điều chắc chắn. Còn giá trị cao hơn như thế nào thì mình sẽ vào trong phần mục câu cá đúng không? Mục câu cá, à, băng rôn, đèn soi rồi là cưa kiếp các thứ này là sẽ dùng để cho nâng cấp những cái vật phẩm nâng cấp những cái công trình ví dụ như nhà nhà chính ví dụ như xưởng gỗ hoặc là mỏ đá mỏ điệp vân vân thép chữ y các thứ đúng không để giúp cho chúng ta nâng cấp các công trình cá này thì giúp cho chúng ta nâng cấp uh, trong mục câu cá tương tự như vậy Đấy, tương tự như vậy khi các bạn nâng cấp lên lò chế tạo càng cao thì sẽ càng mở được uh, nhiều Uh, công nghệ mới tức là sẽ điều chế ra được nhiều những cái vật phẩm mới các vật phẩm mới là tất nhiên sẽ dùng cho những cái tính năng cái, cái, cái tính năng mới những cái vật phẩm mới rồi đó là cái lò chế tạo uh, mục tiếp theo là trong shop dành cho những ai mà tương đối có điều kiện và muốn xây dựng công trình mình một cách tối ưu và cách nhanh chóng nhất thì hoàn toàn có thể bỏ ra uh, kim uh, bỏ ra kim cương để mua cái này cho nhanh đúng không đặc biệt là những cái level thấp thì việc đi trước đón đầu là cái việc mà hoàn toàn là có thể chấp nhận được nếu như mà dư giả của kim cương phần kho này thì giúp cho chúng ta tổng hợp lại xem chúng ta đang có những gì thôi những ai mà chơi ghi nhớ một chút thì không cần thiết lắm là phải em, soi thật rõ là trong kho này có gì Đấy. Và mục cuối cùng trong phần này đó là mục câu cá mục câu cá à, chờ, mình xét lại là chúng ta sản xuất ra nguyên liệu để làm gì mình sẽ lại tóm tắt lại một chút sản xuất ra nguyên liệu thì để tạo ra nguyên liệu cao hơn để xây dựng nhà chính để xây dựng các công trình ở cấp độ cao hơn xây dựng các công trình ở cấp độ cao hơn để làm gì đúng không để dùng cho hai việc Việc thứ nhất đó là trong tính năng ao cá và việc thứ hai đó là trong tính năng viện trợ. Tạm thời là mình cảm nhận được là như vậy. Thì ở đây mới mở tính năng ao cá ở level 5 thôi. Khi bạn sảnh level 5 thì sẽ mở được tính năng ao cá. Còn viện trợ thì mình sẽ lại chắc là khoảng độ 7, 8, 9, 10 gì đó thì mới mở được. Chứ sảnh level 5 là chưa có tính năng viện trợ. Ở trong mục ao cá thì chúng ta sẽ lấy nguồn lợi luận nó như thế nào đúng không? Trước tiên thì các bạn sẽ thấy có một cái hồ ở trước mặt. Đấy thì ở đây thì nó sẽ có nhiều loại hồ khác nhau. Hồ này thì có tên là sông núi Quế Lâm. Khi mà các bạn nâng cấp cái sông núi Quế Lâm đấy đạt cấp chín, à, Amico sảnh đạt cấp 9 và sông núi Quế Lâm đạt cấp 5 thì sẽ mở một cái hồ mới có tên là rừng rậm nhiệt đới vân vân Nó sẽ còn những cái hồ khác nữa đấy các bạn. Còn tạm thời thì mình sẽ, 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 sẽ cái gì nhỉ? À, chơi cái sông núi Quế Lâm này tăng cấp ao cá cũng rất đơn giản thôi. Các bạn bấm vào đây đủ điều kiện thì, thì tăng cấp thôi. Đúng không? À, bắt cá thì chúng ta bấm vào đây. Quăng thì nó quăng hên xui thôi. Nhưng mà không phải cứ thế là quang ở đâu chúng ta yêu cầu phải có lưới à, mỗi ngày thì nhà phát hành cũng giới hạn cho chúng ta chỉ có 5 lần và các bạn chỉ có thể tích tích lũy tích lũy tối đa là 20 lần thôi tức là 5 ngày mà bạn không quay lại thì vẫn có thể chấp nhận được đúng không chứ để bạn để 6 ngày thì nó không có chuyện là cộng dồn vào đâu chứ được phép cộng dồn là 5 ngày và mình xin nhắc lại là gì nhỉ muốn bắt được cá thì phải có lưới à, lưới này thì kiếm ở đâu đúng không thì các bạn đầu tiên là cứ bấm vào chữ bắt cá này thì nó sẽ diễn ra chỗ chế tạo lưới chế tạo lưới ở đây thì như các bạn thấy mình có hai loại đó là một là à, lưới C hai là lưới B. Ở cấp thấp như này thì thôi mình dùng tạm cái gì là Lưới C trước đã nha. Chứ lưới B thì nghe chừng chế tạo nó sẽ phức tạp hơn. Đấy, tạm thời lưới B đã vì cấp rất là thấp. À, bấm thì mình sẽ nhắc lại là hên xui rồi nha. Các góc 30 độ, 60 độ, 90 độ này là hên xui. Và mình chưa thấy ai có một cái kinh nghiệm nào đó để bắt cá ngon hơn. Hoàn toàn là hên xui. Các phần thưởng ở trong... À, trong mục bắt cá này cũng rất là đa dạng Từ thẻ võ sĩ tư chất 14 Tới thẻ hồn vũ khí Rồi mảnh vạn năng Rồi đồ ăn Và tất nhiên là cả cá nữa đúng không Ví dụ mình thử quang phát ở chính giữa xem lần này được cái gì Rồi ok được cá trắng Khi chúng ta thu thập được các loại cá Ở đây có rất là nhiều loại cá Trong bản danh sách này thì có 8 loại cá Tất nhiên cá cấp càng cao Thì sẽ có khả năng đổi được vật phẩm càng lớn Cụ thể hiện nay ở cái shop hiện tại Thì nó cho chúng ta đổi các vật phẩm đó là vàng, bụi phím Phím tinh thể và hai thẻ võ sĩ của maxima và forsy và forsy à, rõ ràng thì chúng ta sẽ phải cần một thời gian nữa mới có thể uh, bắt được nhiều cá với chất lượng cao hơn chứ còn thời điểm hiện tại chỉ bắt được mấy con cá vớ vẩn thôi đúng không còn mấy ông nào bắt được uh, nhiều cá to chứng tỏ là hên đấy các bạn chứ hiện nay cái gì nhỉ không có cá mấy đâu đúng không thôi rồi mình bắt lốt hai lần đây đúng không bắt lốt hai lần cái gì đây À từ từ mình phải sản ra sản xuất dây thừng đúng không? rất là lằng nhằng đấy các bạn. Sản xuất dây thừng này đúng không? Xong rồi từ dây thừng mới bắt đầu sản xuất ra lưới cá. Từ dây thừng thì cũng có thể sản xuất ra dây thừng S. Rồi mình thử vào mình mua à 10 dây thừng S thì mới được cái lưới cá B đấy các bạn. rất là đắt đấy đúng không? Rồi đâu rồi? này sản xuất dây thừng thì nó sẽ là như này. Mình lấy ví dụ thôi đúng không? Xem sản xuất dây thừng thì à rồi, ba cái dây thừng thường thì đổi ra được một cái dây thừng S. 10 cái dây thừng S thì mới đổi ra được một cái lưới cá bê các bạn ấy. tức là lưới cá bê nó rất là đắt đấy các bạn đắt hơn nhiều so với mục khác đấy đúng không ok mình xem thêm cái gì nhỉ hai cái dây thường này thường thôi đúng không thêm hai cái dây thường thường thôi đấy. còn để tăng cấp sảnh thì mình xét lại là chúng ta vào phần tăng cấp và cố tìm kiếm đủ các yêu cầu ví dụ đây mình đã điều chế được 5 cái đèn soi lượng gỗ mình xem đủ chưa lượng gỗ của mình là 635 trong khi yêu cầu là 570 và mình xin nhắc lại đây là gỗ vuông chứ không phải là gỗ thường muốn điều chế gỗ vuông thì các bạn phải vào cái xưởng chế tạo ấy, đúng không để đổi từ gỗ thường sang gỗ vuông và cái phần đấy nó cần thời gian các bạn nha do đó để cho chơi tốt cái phần này thì mình nghĩ rằng cứ tầm khoảng độ 3 đến 4 tiếng online một lần là là tốt nhất đấy. xi măng thì yêu cầu à rồi như vậy là mình thiếu một chút xi măng xi măng yêu cầu là 330 trong khi đó mình mới có 249 còn uh, gang thỏi là mình đủ rồi như vậy là mình sẽ phải muốn lâng sảnh lên về level 6 thì mình sẽ phải tập trung sản xuất xi si măng nhiều hơn đúng không? Rồi ok mình sẽ ra mình điều chỉnh ở trong mục gia công để sản xuất xi si măng tốt hơn. Còn gỗ vuông và gang thỏi thì tạm thời có thể dừng lại một chút. Đấy, yêu cầu là xi si măng nó phải cao hơn một chút để cho nó nhanh. Rồi mình dùng toàn lực cho xi si măng đi. 6 trên 8 cái dành cho xi si măng. Rồi 36 giây nữa thì mình sẽ nhận được thêm hai cái dây thừng và 6 cái xi măng Đấy, Dây thừng này thực ra cũng rất là rẻ cho các bạn Đấy, Không có đắt đỏ gì cả đúng không Có dây thừng S thì hơi đắt đỏ một chút Hơi đắt đỏ một chút Đấy, Muốn tăng cấp cái này thì muốn tăng cấp cái gì thì trước tiên cũng phải tăng sảnh trước Đấy, Mình sẽ nhắc lại như vậy Còn 20 giây nữa để mình ra bắt lốt mấy con cá rồi xem trong mục lò chế tạo thì có cái gì cần chú ý không nhỉ Đấy, có thế thôi đúng không Đấy, các, các bạn là mày mò một chốt mày mò một chốt ví dụ như là gì nhỉ đèn soi thì nó yêu cầu cấp nguyên liệu rất là cao các bạn này gỗ vuông mới cần còn cưa thì chỉ yêu cầu gỗ thường Đấy, cái này thì mình nghĩ rằng nó cũng dễ hiểu thôi đúng không Đấy, cũng dễ hiểu thôi khi mà cấp càng cao thì yêu cầu những nguyên liệu nó yêu cầu là phải phức tạp hơn chứ không thể là mấy cái nguyên liệu cùi cùi được rồi nói chung thì chơi trò này mình nghĩ rằng cũng không khó lắm Đấy, cũng không khó lắm Đấy, có điều là yêu cầu là phải online tương đối ổn, ổn một chút chứ online ít thì nghe chừng là cũng uh, không hiểu tối ưu đâu Đấy, rồi ok thì mình sẽ cho đủ 8 công nhân Như vậy là cứ mỗi khoảng độ 3 phút Thì mình sẽ nhận được một cái gang thỏi, 6 xi măng và một gỗ vuông Nó sẽ làm liên tục, tục cho tới bao giờ nó gọi là gì nhỉ Cạn kho thì thôi nói Tạm thời là mình dồn lực cho cái gì đấy cho xi măng đi cho nó đủ đi vì mình cũng cần phải lâng sảnh lên level 6 chơi hơi chậm một chút so với những người chơi khác đấy lý do thật đơn giản là cái gì nhỉ mày mò kém quá mãi hôm qua mày mày mò được cách ca cách nhận các bạn ạ cứ bấm bấm vào chữ xưởng gỗ có nhận được đâu phải bấm vào cái biểu tượng của nó rồi thôi mình vào ao à, cá câu cá thôi Và hy vọng còn à, hai lần nữa là sẽ hên chế tạo lưới cá mình đang còn hai cái dây thừng mình sẽ chế tạo được hai cái đúng không đủ luôn rồi mình xin còn sau này mình có nhiều đồ mình dư giả về cái gì nhỉ mình dư giả về nguyên liệu thì mình sẽ điều chế mình mình, mình sẽ chế tạo ra cái lưới cá bi sau nó tạm thời câu kiểu vớ vẩn với đá đúng không rồi ok ngon đấy bạch tuộc này năm cái này cho đội bốt các bạn nhá đồ ăn đội boss đấy không phải đùa đâu em hiểu cái này nó ngẫu nhiên mà rồi từ hôm qua đi rồi thì mới mới thấy được một cái ngon đấy các bạn Úi được có một cái vớ vẩn quá đúng không rồi hết rồi hôm nay hết hết hết, năm được rồi các bạn này, hết năm lượt rồi còn tăng cấp ao cá này thì, thì, cứ từ từ thực ra là mình xem nó đủ chưa cá chê con chưa đủ chưa, chưa 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 được chưa được chưa được vẫn còn thiếu rất là nhiều ván gỗ là một cái nguyên liệu cấp cao hơn của gỗ vuông các bạn ạ thành ra là gì ạ nâng cấp cái ao cá này là một cái rất là rất là mình nghĩ là lên để sau cùng lên để sau cùng và đây là cái phần mà chúng ta hướng tới mà các bạn mình sẽ lại là có tích kim cương có tích nguyên liệu thì cũng để tiêu thôi và trong phần này là tiêu vào ao cá các bạn nhé tạm thời mới có một chỗ để tiêu vào ao cá tất nhiên sẽ còn một chỗ nữa để tiêu vào đó là viện trợ nhưng mà nó chưa ra mắt rồi Trên đó là toàn bộ những cái tổng quan Tổng hợp của mình về cái tính năng thị trấn Chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều điều bàn luận hơn nữa về thị trấn Các anh em là có câu hỏi Có thể đặt là vui lòng Đặt ở dưới phần comment của video Mình sẽ không ngần lại trả lời Mình và các bạn đã có kinh nghiệm rồi Hoàn toàn là có thể trao đổi góp ý Và không ngần lại trả lời Nếu như mà làm rõ điều này và Hoặc là biết rõ cái điều đấy Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi tới tận cuối video Uh, hãy chia sẻ những điều mình đã biết Để cuộc chơi quyền vương trời 8 trở nên vui vẻ và hấp dẫn hơn uh, Mình là từ Lũ s 8 Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo